Hai đứa ơi, lại anh cho mấy cái kẹo con mắt đây. Yeah, mình được nhiều nhất. Sao lúc nào mình cũng được một cây như thế này? Mình thật là nhanh nhen. Mình có rất là nhiều kẹo ở đây. Hai đứa im lặng. Đứa nào ăn hết anh sẽ thưởng cho 3 gói xúc xích này. Em ăn hết trước. Yeah. Anh không nói sớm. Đáng đời cái đồ ăn thơm. Anh ơi em thèm cá hồi nấu quá. Anh em đi mua đi. Đi thôi em. Anh bán cho em một gói cá hồi nướng. Cá hồi đây em. Em cảm ơn anh. Ok. Anh em mình chia đi. Của em đây. Sao của em ít vậy anh? Em còn nhỏ thì ăn ít thôi. Bố đã bảo rồi, anh là phải nhiều phần nhiều cho em. Tao thích thế đấy. Ngon quá. Anh nhớ mất em rồi, em về nhà em mách bố.